Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam Toyota Innova số tự động. Đây là chiếc xe Venturer các anh chị. Kiểu dáng mẫu mã thiết kế rất là đẹp. Thì sản phẩm này hôm nay bên Huy đang đợi làm Maruguri. Thì Huy sẽ dành vài phút cập nhật cho anh chị cũng như là quay sơ bộ cho anh chị để anh chị nắm về sản phẩm này. Được chủ xe mua xe tại Toyota Đông Sài Gòn vào tháng 7 năm 2018. Xe này thì 2018 thì anh chị biết rồi. Venturer được trang bị tới 7 túi khí và những hệ thống an toàn thì có đầy đủ. Xe được gia đình đi, cá nhân đứng tên. Đi rất là kỹ các anh chị. Hiện tại thì xe này mới đi được 38.000 cây số thôi. Lần bảo dưỡng gần đây nhất là ngày 12 tháng 1 năm 2022 thì chủ xe có bảo dưỡng ở Toyota ha. Thì lịch sử đầy đủ rõ ràng. Cứ mỗi 5.000 cây số là chủ xe đưa xe đi bảo dưỡng ở trong hãng rất là kỹ. Xe thì bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Thì đầu tiên Huy sẽ quay chi tiết phần ngoại thất để anh chị và các bạn mình xem qua. Và đây là một sản phẩm Huy thấy khá là chất lượng. Chủ xe đi, gia đình giữ kỹ và option phụ kiện thì tràn ngập luôn anh chị, đầy đủ, không thiếu thứ gì. Cá nhân đứng tên, bảo dưỡng hãng rất là kỹ. Anh chị cùng Huy xem xe nha. Đèn đó, Oppo The Kit rất là đẹp luôn anh chị. Với bản Venturer thì xe này được trang bị là ga lăng và lưỡi cản là nhựa bóng, nhìn rất là sang, trẻ trung, cùng với những cái viền mạc chrome. Anh chị nhìn ha, xe chất lượng. 2018 thì đối với bản G, bản G cũng là số tự động các anh chị, thì chỉ được trang bị 3 túi khí thôi. Nhưng đối với Venturer đã được trang bị tới 7 túi khí. Vỏ, đây anh chị nhìn ha, vỏ còn rất là dày. Anh chị mua về chỉ việc đi thôi các anh chị. Còn nguyên bản theo xe nha, Oro chuẩn cho anh chị luôn. Cam kết với anh chị về cây số. Đó. Về nước sơn ha, nước sơn thì anh chị cùng Huy mình đi xem qua một vòng. Xe này thì bên Huy chưa có làm đẹp, chưa có làm Maruguri. Nhưng về phần ngoại thất thì Huy thấy là còn khá là chuẩn. Đó, nẹp chân kính này, dán phim, che mưa. Đó, ok hết các anh chị. Và sản phẩm này về bảo hiểm thân vỏ thì xe này vẫn còn bảo hiểm thân vỏ các anh chị. Đó, cho nên là nếu như anh chị mua sản phẩm này về, mình chuyển đổi bảo hiểm sang thì mình sẽ tiết kiệm được một khoản nữa các anh chị nha. Vỏ sau bên tài đây, gai còn rất là dày luôn các anh chị. Đây, vỏ là nguyên bản theo xe hết nha các anh chị nha. Đối với những cái sản phẩm mà bên Huy thu về thì anh chị hoàn toàn yên tâm, vì trước khi mà lái vô thì bên Huy đã kiểm tra 176 hạng mục, kiểm tra đảm bảo xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước thì bên Huy mới mua vào, cho nên chị hoàn toàn yên tâm. Đó, những cái ốp sau này nhựa bóng khá là đẹp, chỉ có bản Venturer, bản G mới có thôi nha các chị. Đây camera về bản Venturer các anh chị, bản G cũng chưa có đâu, bản Venturer đây anh chị. Vỏ đó, chưa vỏ xe cua, chưa lăn bánh luôn nha các anh chị. Cảm biến ghe, camera ghe có đầy đủ hết. Đó, anh chị nhìn ha. Anh chị chỉ cần việc lấy xe về và sử dụng thôi. Đó, mọi thứ rất là mới và đẹp. So với xe mới thì những cái tính năng, những cái option, những hệ thống an toàn thì hầu như không khác gì xe mới là bao nhiêu. Đó, nhưng mà với một mức giá thì Huy nghĩ đây khá là hợp lý. 693 triệu ha, 693 triệu. Đó, camera ve, che mưa. Đó, một tí Huy sẽ quay chi tiết nội thất ở bên trong cho anh chị các bạn xem nha. Đó, những cái ốp body kit ở phía dưới. Đèn xi nhan trên gương, gương chỉnh điện. Đó, sơ bộ cho anh chị nắm về phần ngoại thất của sản phẩm. Thì đây là một trong những chiếc xe gia đình đi sử dụng khá là kỹ, cho nên là về phần ngoại thất và chất lượng của sản phẩm thì Huy đánh giá khá là cao. Và đây là biển số của xe 63922, biển số Sài Gòn. Anh chị nào có hộ khẩu ở thành phố thì anh chị sẽ không tốn 20 triệu phần phí biển số. Thì
với những cái tính năng, những cái hệ thống an toàn và với chất lượng của chiếc xe mới đi được 38.000 cây số, gia đình đi sử dụng kỹ, bảo dưỡng hãng đầy đủ và xe vẫn còn bảo hiểm thân vỏ. Cho nên đây là một trong những sản phẩm Huy đánh giá khá là cao về chất lượng, nội thất và ngoại thất còn rất là đẹp, phụ kiện option lên khá là nhiều, thì anh chị có thể cân nhắc mua sản phẩm này về để mình mua về mình sử dụng cho gia đình, tiết kiệm được khá là nhiều chi phí. Thì Huy tiếp tục vào bên trong nội thất để cho chị và các bạn xem chi tiết về nội thất ạ. Tiếp theo Huy mời các anh chị cùng Huy mình đi xem chi tiết phần nội thất bên trong của sản phẩm. Đây anh chị, với không gian nội thất được chủ xe trang bị là bộ ghế da màu đen, cùng với những cái chi tiết như là đèn trên trần màu xanh dương, thì nội thất bên trong vào buổi tối nó ánh lên những cái màu nó rất là đẹp các anh chị. Thì Huy sẽ đi chi tiết phần nội thất cho anh chị và các bạn nắm qua. Keo truồng bô lon quang tán, mọi thứ anh chị hoàn toàn yên tâm, còn nguyên bản hết cho anh chị nha. Bên Huy cam kết với anh chị xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước, bằng văn bản anh chị hoàn toàn yên tâm. Đây là phần táp bi của cốp phía sau, gia đình đi sử dụng kỹ cho nên là anh chị nhìn không, rất đẹp luôn. Và đối với sản phẩm này thì bộ ghế da thì đã được chủ xe thay, nhưng vẫn còn bộ ghế nỉ đó, cho nên anh chị muốn thay bộ ghế nỉ thì mình hoàn toàn có thể thay ra và mình thay bằng cái bộ ghế nỉ. Còn đây là cái vị trí lên xuống đồ, anh chị nhìn ha, còn rất là mới và đẹp đó. Táp bi ha, có đèn phía sau đó, mọi thứ còn rất là mới nha các anh chị, rất là mới. Còn đây là vị trí để đồ nghe đó. Thì xe thì bên Huy sẽ tiến hành làm maruguri, vệ sinh, làm đẹp sạch sẽ cho anh chị. Đây là da xịn các anh chị, nhìn khá là chất lượng. Rồi mình lên phía bên dãy giữa để anh chị xem. Đó anh chị nhìn ha, rất là mới và đẹp các anh chị. Đó, gia đình đi sử dụng kỹ, bảo trì bảo dưỡng hãng đầy đủ và bảo quản xe trong mát nhiều, cho nên là chất lượng những cái ốp nhựa, những cái chi tiết ở ngoại thất cũng như là nội thất bên trong còn rất là đẹp luôn các anh chị. Innova Venturer có nhiều, nhưng những cái sản phẩm mà chất lượng như thế này trên thị trường thật sự không có nhiều đâu các anh chị nha. Đó, bên Huy thì cam kết Odo chuẩn cho anh chị. Đó, xe có tựa tay, chỗ để ly và cái khay có thể để đồ mình sử dụng ha. Mình đi khoảng đường dài mình có thể để ly nước để mình uống, để cái iPad nhỏ mình làm việc rất là tiện lợi. Đó, nội thất bên trong ở phía trước anh chị xem qua ha. Xe được trang bị đầu DVD, hệ thống điều hòa thì xe sử dụng hệ thống điều hòa tự động. Đó, mọi thứ hộp số tự động 6 cấp nha anh chị. Đó, những cái ốp gỗ anh chị nhìn không, rất là đẹp. Đó, và đặc biệt là những cái đèn ở trên trần. Đó, buổi tối nó ánh lên màu xanh dương rất là đẹp anh chị. Mỗi hàng ghế đều trang bị hai cửa gió điều hòa như thế này, cho nên hệ thống điều hòa làm lạnh khá là nhanh và lạnh rất là sâu luôn anh chị, buốt. Và với cái thời tiết như ở thành phố Hồ Chí Minh như thế này thì thực sự Innova là một trong những cái sản phẩm mà được khách hàng đánh giá rất là cao về cái hệ thống điều hòa các anh chị. Tiếp theo cửa trước bên tài anh chị nhìn nè, đây là một cái cửa mà rất là nhạy cảm với vết trai vì thường xuyên là tài xế lên xuống xe, nhưng mà do là gia đình sử dụng đi kỹ, cá nhân đi, cho nên là anh chị nhìn nè, đó mọi thứ cũng rất mới, cái này vừa thôi. Bên Huy về sẽ tiến hành làm maru vệ sinh sạch sẽ. Odo chuẩn của xe là 38.000 cây số nha các anh chị. Odo chuẩn luôn. Thì bên Huy là hãng, cho nên là những xe về thì bên Huy Odo nhiều. Có những xe Odo nhiều, có những xe Odo ít, nhưng mà bên Huy thì không tuyệt đối ha, không có tua đồng hồ các anh chị. Rồi ở ngoài thì tua nhiều, nhưng mà trong hãng bên Huy là hãng cho nên là không có tua. Đó, đây camera hành trình ghi hình đã được tích hợp, cho nên anh chị mua những cái sản phẩm này về mình được dán phim,
được gắn che mưa, lốc sàn, ghế da, rồi camera hành trình, camera xe, mọi thứ có đủ hết thì anh chị sẽ tiết kiệm được khá là nhiều. Đó, không thiếu thứ gì, những cái thứ mà coi như phục vụ cho nhu cầu, những cái option gắn thêm thì hầu như có đủ hết rồi. Động cơ được bên Huy bảo hành 1 năm hoặc 20.000 cây số cho anh chị. Và thực sự Innova Venturer đời khá là cao và bảo trì bảo dưỡng hãng 100% như sản phẩm này thì thực sự là anh chị không phải lăn tăn gì về vấn đề bảo hành. Đó, bảo hành là chính sách của bên Huy, 1 năm hoặc 20.000 cây số, nhưng mà đảm bảo với anh chị rằng về động cơ và hộp số anh chị chạy thoải mái luôn với những cái xe mà chất lượng được bảo dưỡng hãng đầy đủ như thế này. Đó, anh chị nhìn ha, những cái dấu son từ nhà máy còn nguyên bản hết đó anh chị, xe còn rất là đẹp và mới. Đó, đây, những cái dấu son anh chị nha, đó, còn đầy đủ hết. Và bên Huy cam kết với anh chị là động cơ hộp số không bị lỗi ha, và bên Huy sẽ bảo hành cho anh chị 1 năm hoặc 20.000 cây số. Giá bán như Huy thông tin cho anh chị 693 triệu là giá của sản phẩm. Và anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị về giá. Và xe vẫn được sự hỗ trợ của ngân hàng tài chính Toyota Việt Nam với lãi suất chỉ 5.79% thôi các anh chị. 5.79% trên năm nha. Lãi suất khá là ưu đãi. Cho nên anh chị nào thiếu tài chính thì không lo lắng gì cả. Một chiếc xe sử dụng cho gia đình, xe đẹp, đi kỹ, option nhiều, tính năng an toàn đầy đủ. Và xe vẫn được sự hỗ trợ của ngân hàng. Thì Huy nghĩ đây là một sản phẩm hợp lý với anh chị ha. Địa chỉ bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị có nhu cầu thì liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình 0937 688 847 để được Huy hỗ trợ tư vấn cho anh chị. Và xe thì vẫn còn bất lọc, anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với Huy, Huy sẽ hỗ trợ cho anh chị một cái giá tốt nhất. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo ạ.